xin kính chào quý vị. Trong bầu không khí thật sôi động của ngày thứ sáu tại Toronto, Thiên Hà đang có mặt tại St. Lawrence Market để tham dự lễ hội Burgerfest được tài trợ bởi Scotiabank. Rất nhiều nghệ sĩ đường phố tài giỏi trên khắp thế giới đang tụ họp về đây để biểu diễn cho lễ hội Burgerfest năm 2012 được kéo dài từ thứ năm đến chủ nhật tuần này.
Buskerfest tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 bởi Epilepsy Toronto dưới hình thức kết hợp giải trí, kinh doanh và từ thiện. Mục đích chính của lễ hội là vừa tạo ra một lễ hội giải trí hấp dẫn cho Toronto, vừa gây quỹ và nâng cao nhận thức của xã hội về bệnh động kinh. Trong 4 ngày đêm diễn ra lễ hội, các nghệ sĩ trên khắp thế giới sẽ trình diễn những tiết mục độc đáo như phun lửa, nhảy dây thần lửa, nút kiếm. Buskerfest là lễ hội hấp dẫn nhất do tổ chức Festival and Events Toronto bình chọn. Version though. Come on out, guys. Now, we're all from separate shows here, so we have never, ever done this in our lives. But why let that stop you? Are you okay, Wayne? Wayne, are you all right? Hang in there, brother. You're shaking a little bit. Hang in there. Let's do this, guys. You ready? And up. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Buskerfest năm 2012 và xin hẹn gặp lại trong chương trình kế tiếp.